Xin chào mọi người. Hello anh Khánh ạ. Xin chào mọi người. Không biết giờ mọi người có đang xem mình livestream được không ta? Sợ giờ mọi người đi ăn cơm hết. Hello bà sếp. Bữa nay nhiệt tình quá ha. Xin chào mọi người, xin chào. Hôm nay thì được gì anh Tấn? Em like xem sale ở trên Sen Đô, Sen Đỏ anh. Thì không nghe hả? Alo, alo, nghe không? Nghe chưa? Nghe không? Mọi người có nghe em nói gì không? Alo? Nghe chưa Namika ơi? Cảm ơn Trần Tuấn nha. Hi hi, hôm nay tôi like Sen Đỏ và bạn có muốn tặng quà sinh nhật tôi thì coi hết cái live stream đừng quên nhé. Thôi đừng có bịt tai. Nghe nói này, nói có nửa tiếng rồi đó á. To quá rồi hả? Cái gì to anh? Thì hôm nay á, Thảo Lai để giới thiệu cho mọi người chương trình sale khổng lồ của Sen Đỏ. Thì bình thường là hay săn sale lắm, ở đâu có sale là ở đó có Thảo. Hello Namika. Chị yêu chị ra trường chưa? Trời, mỗi lần mà hỏi ra trường chưa là không biết trả lời sao luôn á. Chúc mừng sinh nhật Hà Thảo hả? Không vui, hôm nay là ngày buồn nhất cuộc đời em đó mình Namika. Từ từ để like xong rồi đi. Hôm nay thì Thảo like giới thiệu cho mọi người chương trình sale hấp dẫn của Sen Đỏ nha. Thì chương trình này là Sen Đỏ đang có chương trình là hoàn tiền 100% và sale khổng lồ. Là tức là một số mặt hàng là mình mua hàng và mình sẽ được hoàn tiền lại 100% cái số tiền đó. Thất tịch mà không nói chè đậu đỏ còn duyên hả idol. Em thất tịch hay thất gì thì em cũng phải đi làm thôi anh ơi. Biết rồi hả? Sao biết Namika mua cho ta hả? Thì mọi người hãy tải app Sen Đỏ về rồi tham khảo cái chương trình này đi. Tại vì nó chỉ diễn ra tới ngày 8 tháng 8 thôi. Đậu đỏ không có trên Sen Đỏ đâu bà ơi. Thì Thảo mua thử thì một số sản phẩm Thảo được mua cái váy trị giá 1k thôi. Thì vì tại vì Sen Đỏ là hoàn tiền lại 100%. Rất là nhiều mặt hàng luôn nhưng mà Thảo không có canh trúng giờ vàng của nó nên chỉ mua được có một món thôi. Thì mọi người nếu mà mọi người muốn săn deal khủng á thì mọi người có thể bỏ sẵn đồ vào giỏ hàng xong rồi đợi tới giờ vàng thì mọi người kích mua thôi. Thì như vậy sẽ nhanh hơn. Tại vì nhiều người mua quá thì mọi người mắc vậy hả? Tại về xem mua gì không? Có nhiều mặt hàng đó anh Quốc Khánh ơi. Đồ gia dụng, đồ nam, đồ nữ, đồ dùng tiện ích, cái gì mà cũng có trên đó hết á. Mình có thể canh vào giờ vàng hoặc là trực sẵn trên website 24/24 thường thanh toán kịp giờ vàng thì mình sẽ được hoàn tiền 100%. Chị xin năm bao nhiêu?
Chị á, chị sinh năm 2000. Tại vì cái chương trình này thì chị diễn ra đến ngày 8 tháng 8 thôi, hôm nay là ngày 7 rồi. Nên mọi người hãy nhanh tay lên. Tại vì Sen Đỏ đợt nào cũng có một chương trình sale rất là lớn, sale rất là khủng. Và mỗi lần sale vậy thì mọi người mua rất nhiều, nên mọi người phải canh kịp giờ vàng mới có thể thanh toán và nhận được chương trình sale khổng lồ. Sen Đỏ thì đang sale rất là nhiều mặt hàng, mọi người có thể mua với giá rất là hời. Mọi người có thể mua rồi bên đó nó sẽ hoàn tiền lại 100% nếu mà mua trúng vào giờ vàng của mình. 2K4, 2K tin được không? Mặt em cũng giống 2K mà. Nói chung là mọi người, em nghĩ là lâu lâu mới có một chương trình sale, thì ví dụ mà muốn tặng quà hay là cái gì cho ai thì tranh thủ mua bây giờ một lần luôn là mình đỡ phải canh nữa. Sao không đẹp? Ủa, có trả lời mà 50k. Cái gì bà muốn mua cái gì cho tôi, bà muốn gửi cho tôi cái gì thì bà nói là để tôi canh giờ tôi đặt về nhà bà là bà trả tiền. Mua vàng hả? Thế bằng tuổi mẹ học cùng trường chị mà không thấy mỗi thành phố này trên. Chị học ở thành phố Hồ Chí Minh, nói giỡn thôi, chị là sinh năm 98 rồi, sắp sinh năm 98 rồi. Hello chị Phương à, hello chị. Em đang ở ngoài bên kia để like giới thiệu về Sen Đỏ. Trời, nhớ chị quá trời luôn. Mắt chị sao rồi? 98 mà mặt già vậy hả? 98 hả? Hạnh Amica mặt tôi cũng đâu có già lắm đâu. Bà tải app về thử đi rồi tôi qua tôi chỉ cho. Trời, bao nhiêu năm tháng vất vả mới đẹp gái vậy được á chị ơi. Dạ, tại đi chị ơi, mình bỏ đồ sẵn ở trong giỏ hàng xong rồi tới giờ vàng mình mua mình thanh toán là mình được giá rất là rẻ luôn. Nhà bà không có wifi hả Namika? Em biết trước mà chị học Bách Khoa Hồ Chí Minh, em học Bách Khoa Hà Nội này. À, em học Hà Nội luôn hả? Chị lâu lâu mới ra đó à. Ngoài đó xa quá. Thì á, mọi người hãy bật app điện thoại của mình lên và canh đúng giờ vàng để kịp thanh toán những món đồ của mình với giá cực kỳ hấp dẫn nha. Thôi bà Nemeka, thôi ngồi lại một xíu đi, 10 phút nữa có ra Hà Nội bao giờ đâu. Ủa, bà là người Hà Nội mà. Thì hôm nay á, thì Thảo muốn giới thiệu đến mọi người chương trình sale khổng lồ của Sen Đỏ. Thì chương trình này đã diễn ra mấy bữa nay thì kết thúc vào ngày 8 tháng 8 thôi, là ngày mai đó mọi người, nên mọi người hãy tranh thủ nha. Không muốn xem nữa, xem rụng tim luôn. Trời, năng nệ mọi người xem giùm em đi. Mọi người ơi, ngồi đó chỉ với em sàn sàn cũng được. Chúc chào. Thì hôm nay em cũng mua thử, cũng tự nhiên hên trúng giờ này nên mua được một cái váy với giá 1K thì rất là thích luôn. Thì mọi người có thể tham khảo thử cái chương trình này. Tại vì em nghĩ
Đây xin đôi này Thảo ơi. Chơi anh nhiệt tình quá. Mọi người có thể túc trực 24 trên 24 trên website để canh sale ở sale đỏ để có thể kịp thời thanh toán, hoặc là mọi người có thể tích cái món hàng mới mua vô giỏ giỏ hàng đó, tới giờ vàng thì mọi người có thể bấm mua thì nó sẽ rất là nhanh, mọi người có thể kịp cái giờ vàng đó. Học căng thẳng không chị, năm rau ra trường nhà chị. Trời ơi chị cũng không biết nữa, chắc học cũng hơi căng á. Chung là ra trường thì đó là chuyện của tương lai, không biết khi nào ra luôn. Chị còn nhỏ mà chưa muốn ra trường đặng đâu má. Để tí nữa quăng cái địa chỉ rồi chạy qua nha. Ta sáng không ta? Sen đỏ sale rất là nhiều mặt hàng phù hợp với rất là mọi phù hợp với tất cả mọi người luôn. Thì mọi người nếu mà muốn mua quà cho trai đó thì mọi người có thể tận dụng cơ hội này để mua, tại vì nó sale cả đồ gia dụng, đồ nam, đồ nữ, đồ dùng tiện ích, rất là nhiều thứ. Em nhìn cái gì cũng muốn mua hết nhưng mà không có tiền thôi. Em cứ đồng qua đi nè, xong rồi đem nè bà. Thầy giáo dạy toàn tiếng Anh không, thả học bộ người hay Thủ Đức, thầy giáo trình tiếng Anh không. Em học ở bên quận 10 á, em ở trong thành phố. Tính quỵt luôn, không ai dám quỵt đồ của bà đâu. Sao kỳ vậy ta, sao không thấy ai nhắn á, không thấy ai hỏi gì hết ta. Thì em có để link tham khảo ở dưới bài post cho mọi người có thể tham khảo thêm về chương trình của Sen Đỏ nha. Mọi người thấy xa quá, ở đâu mà xa vậy? Mọi người hãy cùng tham gia chương trình và xem thử ai săn được nhiều quà nhất nha. Mọi người coi mà không thấy ai hỏi gì hết vậy? Cái anh hay quay video với chị Facebook là gì? À, anh cao á, khóa gì, giỏi, còn có IELTS 5, 7.5. Phi anh đó là Quang Đức nha. Trời, ai cũng giỏi hết vậy trời. Đang xem và thấy thể lệ chương trình nhiều quá, đang đọc đầy đủ. Trời, dễ lắm anh. Đọc một phát là hiểu liền rồi. Em nhìn thấy sale là cái gì chứ, nhanh lắm. To mic lên không nghe hả? Nghe nhỏ lắm hả Nam? Tại vì ở đây không có nói to được, ở đây không có nói to được. Nói cái tôi phơi đồ, ngồi đây tôi giới thiệu cho nghe rồi phơi đồ. Mọi người ơi, nghe rõ chưa ta? Hôm nay em like nói chuyện hơi vụng, mọi người thông cảm nha. Mọi người hãy thử tải app về và thử tham gia chương trình, thử sắm cái mic 100k trên Tiki đi. Hình như nó cũng có sale á nhưng mà không có canh được, với lại lâu lâu mới like á. Mà nào mà giàu như Nam mới mua được quá. Hello Lệ, hello em. Mọi người ơi, mọi người có nghe em nói rõ không ta? Nay sinh đó hả? Chị giới thiệu cho mọi người chương trình sale khổng lồ của Sen Đỏ. Thì nó đang có chương trình là hoàn tiền 100% với sale khổng lồ á. Thì mọi người hay sớm nha. À,
Trời em rảnh ghê ha, không đi làm hả? Live giờ này mọi người không biết có ai xem nữa không ấy chứ, live trễ sợ không ai nói chuyện với chị luôn. Em thử mua đi, nhiều nhiều quà lắm. Bật loa mắc 100 cũng không nghe nói gì. Nấy ế hả? Đẹp gái mà ế xô hả? Chuẩn bị đi chơi hả? Ủa sao tao Nam ơi, tôi để một để cái mic gần miệng rồi mà vẫn không nghe hả? Đi ăn đi nha, bye bye. Thì sen đỏ nó chỉ diễn ra, đặc biệt là nó sẽ sale lớn nhất vào ngày 8 tháng 8 là ngày mai đó mọi người, nên mọi người hãy chuẩn bị tinh thần săn sale của sen đỏ nha. Thì nó có rất là nhiều cái gói sale khổng lồ, mọi người có thể theo dõi ở dưới cái link mà Thảo có ghi ở cái post này nè, mọi người có thể vô đọc và tham khảo. Trời sao mà mọi người xem mà không ai nói vậy vậy? Mọi người hỏi gì đi để thật trả lời nè. Học bài mai thấy gì má? Thôi học đi. Mai lên chỗ làm ngồi túc trực máy tính hả ta? Đúng rồi anh, mai là sale lớn nhất á. Mình phải canh thì mới có thể săn được những cái quà khủng chứ. Thì ngày 8 tháng 8 là ngày mai, là sen đỏ là có chương trình. Không hiểu hết, không hiểu hết rồi. Nói chung là sen đỏ là ngày mai đang sale anh. Thì có thể mọi người nghe em nói mọi người vẫn chưa hiểu rõ thì mọi người có thể kích vào link nha. Kích vào link để xem thử. Dạ đúng rồi. Ngày mai sẽ là một ngày sale khổng lồ của sen đỏ nên mọi người đừng bỏ qua cơ hội để sắm cho mình những món quà cho bản thân và người thân nhé. Giảm giá à? Có mua tặng em không? Chào Bách Khoa Hà Nội. Vô xem 10 like là chính hả? Hôm nay em nói hơi dở, tại vì em cũng chưa có chuẩn bị. Bán rất là nhiều đồ luôn, cái gì cũng bán hết à. Mua quà cho em đi. Giờ nên tham khảo đồ trước. Đúng rồi, mọi người tham khảo đồ trước rồi có thể mà bỏ vô giỏ hàng để trước, xong rồi tới giờ thì mọi người có thể thanh toán, như vậy thì mới kịp được, chứ không là không thể nào mà săn, tại vì rất là nhiều người tham gia luôn. Em nhiều lắm mà ôi. Em nhìn gì em cũng mua hết nè. Sen đỏ thì mọi người canh, nếu mà trúng giờ về thì nó sẽ hoàn tiền 100% cho mọi người và sale rất là khủng luôn. Hồi sáng thì em mới mua cái váy thì canh đúng giờ vàng thì chỉ có một một ca thôi. Không đi học à? Không, ở nhà săn sale không học gì hết á. Hè, tải app về thử đi rồi em bày cho. Thì ai không biết thì có thể vô tham khảo link ở phía dưới em có ghi đó nha mọi người. Thử thử canh đó anh ơi. Anh có đọc cái link đó. Thảo đang tối chưa? Chưa. Tải app về đúng rồi. Tải app về. Tạo tài khoản đi, xong rồi
thích cái gì thì bỏ vô giỏ hàng trước, canh tới cái giờ vàng đó thì bấm vô là thanh toán thì nó sẽ giảm rất là nhiều. Với lại ngày mai là sale khủng á, ngày mai là 8 tháng 8. Không biết là nhìn giùm em bao nhiêu phút rồi hả? Giờ này ít tương tác lắm, đúng rồi, nhưng mà tí nữa em phải đi làm, giờ phải like cho kịp giờ đi làm á, chứ không tối về không like được 20 phút rồi hả anh. Xin cảm ơn nha, vì nói chuyện thêm vài phút nữa thì em off em đi làm luôn. Thôi mọi người cứ nói chuyện với em sờ sờ chứ không ngồi một mình không biết nói gì luôn. Ngày mai là ngày 8 tháng 8 thì Sen đã đang sale rất là nhiều các mặt hàng gia dụng, hàng cho đồ nam đồ nữ là cái gì cũng có hết, nên mọi người mà muốn mua quà sinh nhật trai thì mọi người có thể canh là ngày mai mua, để mua được rất là nhiều món hàng với giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn luôn. Thì Sen đỏ em thấy kỳ nào cũng đợt nào cũng sẽ có một cái đợt sale như vậy, nhưng mọi người vô rất là đông nên mọi người phải có bí quyết để canh sale hoàn 100%, có nghĩa là họ Hà sẽ được hoàn với cái thằng tiền cái món đồ mà Hà mua á, là tốn với giá chỉ mua với cái giá rất là rẻ luôn. Hồi sáng em mua cái đầm có 1.000 thôi. Accept friend thôi, dạ lát em accept nha, em cảm ơn anh. Đúng rồi, giờ này like không ai nói chuyện hết. Hà mua thử đi, để tải về đi rồi em bày cho. Hoặc là không biết thì lên cái link mà mình có ghi ở dưới á. Sao mà đèn tối thế? Tối không ta? Hôm nay không học, hôm nay là một ngày dài mà. Full name của ai anh? Của em á. Mọi người có thấy bị tối không? Sao thấy tối thui vậy ta? Thì sen đỏ thì sẽ lâu lâu sẽ có một đợt sale rất là khổng lồ. Em thấy thấy đợt này có rất là nhiều ưu đãi cho mọi người, có thể tham khảo thử nhé. Có thể được hoàn tiền 100% hoặc là xe với một mức rất là khổng lồ không thể tin được. Hôm nay em không đi học, hôm nay cúp học. Nói gì cũng được, nói đại đi, nói tào lao gì cũng được. Tạo tài khoản của Sen Đỏ chưa? Full name Thảo ơi, Nguyễn Hà Thảo. Xin chào mọi người nha. Nhìn gì nó cũng muốn mua mà kinh tế không cho phép mua nhiều. Trời rẻ lắm anh ơi, mua mua chắc 10 món mà cũng tiền có giá một món thôi á. Nghĩ em mua cái đầm với giá 1.000 mà không tin được luôn. Livestream nhé. Xin chào mọi người. Thế bạn nhảy từ video review của bạn Khoa. Anh cảm ơn anh. Nhờ video cũng có nhiều người biết tới. Thôi thì phải đi làm đây.
là mình thanh toán và trúng giờ vàng chứ không phải là nó là mặt hàng 1K đâu. Mình mới giờ. Dạ bây giờ thì thôi em off cho mọi người. Cảm ơn mọi người nhé. Cô Hà làm được chưa? Mọi người có thể tham khảo cái link ở dưới nha. Tại vì Sen Đỏ nó đang có chương trình là hoàn tiền 100% và sale siêu khủng đặc biệt nhất là người ta.